Những năm gần đây, local brand Việt đang từng bước khẳng định vị thế của mình khi trở thành các thương hiệu được loạt sao đình đám quốc tế ưa chuộng. Một trong số đó không thể không nhắc đến Blackpink với những lần lăng xê các thiết kế made in Việt Nam từ MV đến chuỗi concert Born Pink. Điều này đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, tò mò xem liệu Blackpink có tiếp tục diện đồ local brand Việt trong concert Born Pink sắp tới ở sân vận động Mỹ Đình hay không. Trước đó thì Jisoo đã từng gây sốt với thiết kế váy đỏ tua rua của Fancy, local brand Việt vô cùng quen thuộc với nhóm tại concert. Với tông màu đỏ cùng đường cắt eo cách điệu, trang phục này đã giúp nữ idol tô lên vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng sáng. Điểm nhấn tua rua cực trendy giúp cô nàng tăng thêm phần nổi bật khi thực hiện các động tác vũ đạo. Đặc biệt, theo tiết lộ từ Fancy, thiết kế này được brand làm riêng để dành tặng cho chị cả Blackpink. Lisa cũng từng diện thiết kế mang đậm phong cách Y2K của Fancy trong đêm diễn Born Pink. Tuy nhiên, trang phục này của ngôi sao người Thái lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi chiếc váy khá ngắn. Để biết, cả áo và chân váy Lisa diện đều được nhãn hàng thiết kế riêng theo đơn đặt hàng của stylist Blackpink. Mới đây thì Rosé cũng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi diện thiết kế thuộc thương hiệu Bupes, một local brand Việt khác cũng đang rất được dàn sao K-pop ưa thích. Chiếc váy hai dây màu tím với thiết kế bèo nhún tua rua đã giúp giọng ca chính Blackpink xuất hiện đầy mong manh, điệu đà nhưng không kém phần cá tính. Đáng chú ý thì sự cách điệu biến phần dây hoa buộc cổ thành áo yếm đã giúp Rosé khoe trọn xương quai xanh đầy quyến rũ và thu hút. Bạn có nhận xét như thế nào về vấn đề trên đây? Đừng quên để lại bình luận bên dưới video nhé. Chúng mình là Top Sao Hàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.